Rachel đã mong muốn được trở thành một nữ diễn viên nổi tiếng từ lâu. Cuối cùng, ước mơ của cô cũng sắp trở thành hiện thực. Một công ty tuyển dụng có tiếng đã mời Rachel đến phỏng vấn. Cô đến văn phòng để gặp người đại diện mới của mình từ sáng sớm. Có 4 người trong phòng họp. Bạn có thể cho biết ai là người đại diện của Rachel không? Anh chàng này là người duy nhất không có bảng tên nhân viên, nên có lẽ anh ấy cũng là khách. Người đàn ông này mặc một bộ vest rất sang trọng và đắt tiền, nhưng lại mang cà phê đến cho mọi người. Vì vậy, anh ấy là trợ lý. Cốc của người phụ nữ này có dòng chữ luật sư giỏi nhất thế giới. Có lẽ cô ấy chịu trách nhiệm về các vấn đề pháp lý. Người phụ nữ đang nghe điện thoại ở đằng kia chính là đại diện của Rachel, Zoe. Zoe mời Rachel ngồi xuống ghế. Rachel nên chọn ghế nào nhỉ? Ghế này bị mất một chân. Ai đó đã làm đổ cà phê lên ghế này. Nhân viên pha cà phê đã viết chữ xếp trên cốc đồ uống và đặt nó trên bàn bên cạnh chiếc ghế này. Ai đó đã để lại một chiếc áo len trên ghế này. Vì vậy, Rachel chỉ có một lựa chọn mà thôi, và nó đây. Đầu tiên, Zoe muốn kiểm tra trí thông minh của Rachel nên đã đưa ra câu đố này. Zoe dùng 3 cây bút chì để tạo thành hình tam giác ở đây. Nhiệm vụ của Rachel là tạo ra một con số nhưng chỉ được di chuyển một cây bút. Bạn có thể giúp cô ấy không? Đây là câu trả lời. Sau cuộc họp, Zoe mở hộp bưu phẩm do một nhà văn nổi tiếng gửi tới. Anh ấy đã bí mật gửi cho Zoe kiệt tác mới của mình. Zoe không nói bất cứ điều gì với đồng nghiệp, nhưng một trong số họ đang muốn đánh cắp kịch bản đó. Bạn có đoán được người này là ai không? Đó là cậu trợ lý. Anh ta đang sử dụng camera trước để chụp ảnh trần nhà lắp gương trong khi Zoe đang xem kịch bản. Zoe đưa Rachel đến buổi thử vai đầu tiên. Rachel đã xếp hàng cùng các nữ diễn viên khác. Họ đều đang cạnh tranh cho vai diễn chính trong một bộ phim mới. Nhân vật chính có thị lực kém nên tất cả các nữ diễn viên đều đeo kính giả để nhập tâm vào nhân vật. Rachel làm không đủ tốt và một nữ diễn viên khác tên là Sally đã nhận được công việc này. Rachel rất buồn. Nhưng đột nhiên, Sally ngã xuống sàn. Cô bất tỉnh nhân sự nên Rachel đã gọi cấp cứu. Các bác sĩ nói rằng ai đó đã đầu độc Sally. Nhưng tất cả các nữ diễn viên đều ăn và uống những món y hệt nhau. Các bác sĩ đã kiểm tra thức ăn và nó bình thường. Bạn có đoán được chuyện gì đã xảy ra ở đó không? Nữ diễn viên này đã đưa khăn ướt lau kính cho Sally và cái khăn bị tẩm độc. Ngày hôm sau, Rachel đến một nhà hát để gặp Stan. Đây là một đạo diễn nổi tiếng. Cô nhận thấy ngay 5 điều kỳ lạ về nơi này. Thế còn bạn? Bạn cũng phát hiện ra chứ? Có gì đó sai sai với trọng lực. Cụ thể là chiếc đèn chùm này không treo thẳng đứng như bình thường. Gió từ chiếc quạt thổi sang phải, nhưng mái tóc của nữ diễn viên này lại bay sang trái. Có dấu chân người trên trần nhà. Đèn sân khấu có màu đỏ, nhưng ánh sáng trên sàn lại là màu xanh. Và cái bóng của nữ diễn viên múa ballet này cũng bị sai hướng. Stan giới thiệu Rachel với các diễn viên yêu thích của ông, George, Steven và Tyler. Họ là anh em sinh ba và lúc nào cũng thích đùa giỡn. Nhưng lần này họ nhất trí rằng một người sẽ nói sự thật, hai người còn lại sẽ nói dối. Họ nói với Rachel về trò chơi đó, và cô phải đoán tên của họ. Anh chàng đầu tiên nói rằng anh là George. Người thứ hai tự giới thiệu rằng mình là Steven. Và anh chàng thứ ba nói, người thứ hai luôn nói thật. Bạn có đoán được ai là ai không? Nếu anh chàng thứ ba nói thật, thì anh chàng thứ hai cũng vậy. Nhưng chỉ có một người nói thật thôi. Vì vậy, người thứ ba đã nói dối. Và điều này có nghĩa là người thứ hai cũng đang nói dối. Vậy thì, người đầu tiên chắc chắn là đang nói thật. Anh ấy là Josh. Anh chàng thứ hai không phải là Josh hay Steven, mà là Tyler. Và người thứ ba là Steven. Stan đề nghị Rachel đóng vai công chúa trong vở kịch mới của ông. Rachel vào phòng thay đồ để trang điểm. Đột nhiên, cô nghe thấy một tiếng hét. Rachel chạy khỏi phòng và thấy ngôi sao chính của vở kịch đang đứng trên sân khấu và dính đầy sơn trên người. Rachel chất vấn những người bị tình nghi. Ron, trợ lý, nói rằng anh ăn sandwich ở ban công khi sự việc xảy ra. Lily, nhà tạo mẫu thì nói chuyện điện thoại với chồng. Còn Stacy, người dọn dẹp, nói rằng lúc đó cô đang dọn dẹp phòng tắm. Ai có tội? Ron, anh ta đang cầm chiếc sandwich nhưng nó còn chưa được bóc giấy gói kìa. Vì Rachel đã có việc làm nên cô cần một nơi để ở tại Hollywood. Cô bắt đầu tìm kiếm một căn hộ và đến 3 công ty môi giới. Mỗi công ty cho cô xem một căn hộ. Rachel thích tất cả, nhưng khi kiểm tra các căn hộ, cô nhận ra là có những kẻ lừa đảo trong số các công ty môi giới này. Rachel xem xét tài liệu rất kỹ. Cô nên chọn căn hộ nào đây? Rachel nên chọn phương án thứ 3. Căn hộ đầu tiên nằm ở tầng 6, nhưng điều này là không thể vì tòa nhà chỉ có 5 tầng. Và theo mô tả về căn hộ thứ 2 thì phải tới năm 2025 công việc xây dựng mới hoàn thành. Bây giờ mới là năm 2022 thôi. Nhưng Rachel cần có một căn hộ ngay lập tức. Rachel thuê căn hộ thứ 3 và dọn đến ở ngay. Nhưng có điều gì đó không ổn với phòng tắm. Bạn có thấy vậy không? Cô sẽ xả nước bằng cách nào đây? Bạn có thấy điều gì kỳ lạ ở đây không? Không có lỗ thoát nước kìa. Rachel nghe thấy tiếng chuông cửa. Hai người hàng xóm của cô là Peter và Victor mang cho cô 2 cái bánh. Nhưng chỉ có một cái là ăn được. Bạn có biết đó là cái nào không? Bánh của Victor có rắc các mảnh hạnh nhân, trong khi bánh của Peter được trang trí bằng móng tay người. Ngày hôm sau, Zoe nhắn tin cho Rachel để hỏi thăm tình hình. Rachel gửi Zoe một bức ảnh selfie và nói, "Tôi đang ở một mình và học lời thoại." Zoe trả lời Rachel rằng, "Dạo quá đi." Tại sao vậy? Nếu Rachel ở một mình thì người đàn ông đó là ai? Zoe đưa Rachel đến một bữa tiệc và giới thiệu cô với Nick, một tỷ phú lập dị đang tài trợ cho một trong những dự án phim của cô. Họ đã có một cuộc trò chuyện ngắn, sau đó Rachel lạc mất Nick trong đám đông. Sau một lúc, Rachel thấy có 3 chàng trai đang quay lưng về phía cô. Cả 3 đều giống hệt Nick. Bạn có biết ai là Nick thật không? Anh chàng này có một hình xăm trên tay, trong khi Nick thì không. Bộ đồ của anh chàng này là giả, tên thương hiệu bị viết sai kìa. Nick mời Rachel đi hát karaoke. Cô hát một bài và Nick thích đến mức muốn tặng cô một vali đầy vàng. Nhưng chuyện ấy không dễ dàng gì đâu. Chỉ những người thông minh mới xứng đáng với tiền của anh. Để có được vàng, Rachel phải giải một câu đố. Nick cho cô xem 4 đồng xu quý hiếm. Anh nói rằng 3 trong số 4 đồng có vấn đề. Bạn có biết đồng xu nào là thật không? Những người sống vào năm trước công nguyên sẽ không gọi thời đại này như thế. Đồng xu này là của tương lai. Hãy nhìn năm kìa. Năm 1365 chưa có ô tô đâu. Vì vậy, đây là đồng tiền thật duy nhất. Rachel sử dụng một ứng dụng gọi xe để mang chiếc vali quý giá về nhà. Cô nhìn thấy 3 chiếc ô tô giống hệt nhau ở bãi đậu xe. Cả 3 tài xế đều khẳng định rằng Rachel đã đặt xe của họ. Vậy Rachel nên chọn tài xế nào? Người thứ ba, hãy nhìn chiếc taxi đầu tiên, có một kẻ đáng sợ đang trốn ở băng ghế sau. Còn ô tô thứ hai bị mất một bánh xe rồi còn đâu. Zoe đang tổ chức một bữa tiệc tại biệt thự của cô. Cô nhận thấy con trai cô là Harry đang ăn trong phòng với một cô gái. Nhưng Zoe không biết đó là ai nên cô rất tò mò. Vì vậy, sau khi cả hai rời đi, cô đã lẻn vào phòng con trai để tìm kiếm một số manh mối. Có ba cô gái trong bữa tiệc là Lily, Jennifer và Diana. Zoe ngay lập tức đoán được ai đã ở cùng con trai cô. Bạn thì sao? Harry đang hẹn hò với Jennifer. Nhìn đống chén đĩa trên bàn kia, có một vết son môi trên chiếc dĩa trong khi Jennifer là cô gái duy nhất tô son đỏ. Một buổi sáng, Rachel chạy bộ trong công viên. Trên đường cô gặp người phụ nữ này. Một phút sau cô nhìn thấy một người phụ nữ nữa, giống hệt người kia. Rachel cho rằng điều này vô cùng kỳ lạ. Nhưng thực ra, có 5 điểm khác nhau giữa hai người phụ nữ này. Bạn có tìm thấy không? Chúng đây này. Rachel tiếp tục chạy và nhìn thấy hai anh chàng đang ngồi trong một chiếc thuyền trên sông. Vài phút sau, cô thấy những người đang câu cá này. Bạn có thấy bất kỳ sự khác biệt nào không? Có 5 điểm khác nhau giữa hai hình ảnh này. Bạn đã tìm thấy hết chưa? Rachel dừng lại vì cần buộc dây giày. Đột nhiên, cô nhìn thấy hai người phụ nữ đeo ba lô này. Bạn có thể chỉ ra 5 điểm khác nhau giữa họ không? Đúng rồi, chúng ở đây. Rachel quay lại căn hộ của mình và thấy người hàng xóm của cô là Peter bất tỉnh ở chân cầu thang. Cảnh tượng trước mắt quá kinh khủng nên Rachel đã ngất xỉu. Sau đó người giữ cửa đã đỡ cô vào nhà. Vào buổi tối sau khi chợp mắt, Rachel đã rời căn hộ. Và đoán xem nào, trong hành lang cô tình cờ gặp lại Peter. Nhưng lần này anh vui vẻ và tràn đầy năng lượng. Anh cũng đang uống nước trái cây. Vậy Peter sống sót bằng cách nào? Nhìn kìa, anh ấy là macaron. Vào buổi sáng, Zoe gọi điện cho Rachel và yêu cầu cô đến công ty ngay lập tức. Khi Rachel nhìn thấy văn phòng, cô đã bị sốc. Nó cực kỳ lộn xộn, những bức tường đã bị ai đó làm bẩn bằng sơn, đồ đạc thì đổ vỡ, còn tài liệu rách bươm. Zoe chất vấn Dan, người trợ lý. Trợ lý Dan nói rằng anh đã dự tiệc suốt đêm. Nhiều người có thể xác nhận điều đó. Jessica, luật sư, nói: "Cô nghĩ tôi là ai? Tôi yêu công việc của mình, nếu không tôi đã nghỉ từ lâu rồi." Sarah, copywriter, nói rằng cô là người cuối cùng rời khỏi văn phòng và cô đã khóa cửa, chắc chắn như vậy. Ai đang nói dối? Jessica, tất cả cốc đều bị vỡ ngoại trừ cốc của cô ta, luật sư giỏi nhất thế giới. Người phụ nữ này muốn hủy bỏ một số tài liệu nên đã làm giả vụ cướp.